Vâng, Shipman mình chào anh em nhé. Trên màn hình anh em đang xem đây là một trong những cái cây bật lửa mà nó dày nhất anh em nhé. Nó dày nhất từ trước đến giờ mình từng thấy và mình từng bán luôn. Thì đây là một cái sản phẩm mà nó khá là độc đáo. Vỏ nó là bằng copper anh em nhé, là bằng đồng đỏ. Thì cái dòng đồng đỏ là một cái dòng kim loại hiếm anh em nhé, của các cái dòng bật lửa bình thường ấy. Zippo mà nếu bằng copper thì cũng rất là đắt. Đây, có chữ copper đây anh em nhé. Thì cái này mình cố tình để lem một chút cho anh em xem, là sau này anh em dùng sau một thời gian thì nó sẽ ngã vàng anh em nhé, ngã vàng như thế thế này này đấy. Tuy nhiên nó sẽ màu nó sẽ đẹp hơn, thì chút nữa mình sẽ cho anh em xem một cây đấy. Cây này là có cái kim này và chữ S này, là ký hiệu của từ super anh em nhé, super copper. Vỏ nó dày lắm, không những cái vỏ nó là bằng copper mà cái ruột nó cũng là bằng copper luôn anh em nhé. Đấy, nên anh em nhìn thấy cái màu đỏ hồng này đấy. Còn cái này có màu vàng đây anh em nhé, cổ đá có màu vàng. Thì cái cổ đá này là bằng đồng đỏ, hay người ta gọi là đồng brass. Thì để cho anh em thấy cái độ dày của sản phẩm nó như thế nào thì mình cho anh em xem nhé. Đây, cái độ dày này giống như thế là một cái chảo luôn này anh em nhé. Nó dày lắm, nó dày hơn một cái cây Zippo rất là nhiều luôn. Một cây Zippo bình thường dày chắc cũng chỉ bằng chưa bằng một nửa cái này. Đấy, cái này phải dày gấp đôi cây Zippo bình thường anh em nhé, và nó phải dày gấp rưỡi một cây Zippo Amor. Nó rất là dày, dày đến mức độ mà mình lấy tay mình bóp mà là không thể nhúc nhích được luôn anh em nhé. Nó rất chi là bền. Đấy. Ban đầu thì anh em mua về thì màu nó sẽ đỏ hồng như thế này anh em nhé. Thì sau một thời gian anh em dùng lại thì nó sẽ lên màu. Đấy. Cái đặc tính của cái dòng này này nó sẽ lên màu. Và nó lên màu thì màu nó sẽ như thế nào thì mình cho anh em xem luôn. Trên tay mình đây là một cái cây bật lửa, nó cũng chính là cái này anh em nhé. Nó chính là cái này. Tuy nhiên là cái cây này là khách của mình gửi đến cho mình xử lý cho khách một chút xíu này. Cái này thì khách họ chỉ cầm có một lúc thôi, có đâu vài ba hôm thôi là nó như thế này. Còn nếu như mà anh em biết chơi ấy, anh em về anh em dùng một thời gian sau rồi anh em lấy metal polish anh em đánh bóng lên thì nó lại sáng bóng như thế này đấy. Sau rồi anh em dùng sau một thời gian nữa nó lại ngã màu, anh em càng dùng xong rồi nó sẽ càng đều màu nhé. Cái này là khách mình chưa dùng đều nên là màu nó lên chưa đẹp đấy. Chứ đúng ra mà dùng đều ấy, thì nó sẽ có bóng bóng như thế này, bóng bóng, và màu của nó sẽ đỏ đỏ kiểu như thế này, hồng hồng như thế này này. Để mình cho anh em nghe âm thanh của cái cây này nhé. Đấy, âm thanh rất là hay, vỏ dày nhưng mà âm thanh hay anh em nhé. Copper là nó như thế, âm rất là hay. Đây, mình cho anh em xem. Nếu mà anh em dùng đều màu ấy thì sau này nó sẽ ngã cái màu, nó màu như thế này này. Đấy. Màu tương tự như thế này anh em nhé. Đấy, cái màu này là màu của copper và nó sẽ có thêm một cái lớp lớp bóng. Đây, lớp bóng bóng óng óng anh em nhé, thì nó là như thế. Đấy. Thì đấy là cái đặc điểm của nó như thế anh em nhé. Còn cái cây này thì của khách của mình mua xong rồi nó hơi nặng một chút về cái chốt đây này. Đấy thì khách gửi về cho mình xử lý. Tuy nhiên là khách cũng không hỏi mình trước, nếu mà hỏi mình trước thì mình sẽ chỉ cho cách là nhỏ một ít dầu linh anh em nhé. Nếu mà anh em dùng mà cái búa này mà hơi kẹt kẹt, anh em nhỏ một ít dầu linh vào đây này, đấy, vào cái chốt đây này, cái búa này anh em nhé. Đấy, thì nó sẽ mới ra mới vào rất là dễ dàng hơn và âm thanh nó cũng sẽ hay anh em nhé. Đấy, anh em thấy không? Rất là chất lượng luôn. Thì theo mình thấy á, trên tay mình đây, cái cây này là một trong những cái cây bật lửa mà bền nhất từ trước đến giờ anh em nhé. Có thể nói là bền nhất trong cái thiết kế là như thế này. Đấy, thiết kế như Zippo ấy, thì đây là một cây bật lửa mà bền nhất. Tại vì vỏ nó rất là dày luôn, anh em dùng không bao giờ có thể hỏng được luôn đấy. Đấy, trừ trường hợp là anh em cố tình rơi rớt thì nó có thể là nó gãy hoặc là nó bong hoặc là nó nghiêng các kiểu về bản lề thôi. Chứ còn nếu anh em dùng bình thường rất là bền anh em nhé. Đấy, đây là cây này thì mình có thể giới thiệu cho anh em tham khảo. Super Copper. Nếu như anh em quan tâm cây này, muốn xem ảnh và xem video clip chi tiết về sản phẩm này thì có thể kích vào đường link bên dưới phần bình luận và mô tả anh em nhé. Còn cái cây này thì mã số mình đánh dấu trên đây anh em nhé. RR107, RR107. Giá cây này thì là 470.000 anh em nhé. 470.000, shop Zipman mình bảo hành cho anh em 5 năm, tặng thêm cho anh em một ví đá và bao ship luôn anh em nhé, bao ship siêu đi. Ok, anh em xem video cho shop xin được ký kênh và một like nhé. Cần thêm thông tin gì thì cứ lên Google nhé, gõ chữ zipman.vn nhé, là shop của mình. Vâng, xin chào tạm biệt.